Rồi, xin chào tất cả mọi người. Bữa nay thì mình sẽ quay lại cái bộ này. Thì mấy anh em hỏi nhưng mà không có đủ bộ nha cả nhà, không có đủ bộ ha, thiếu tờ 50 sen cả nhà, 50 xu ha. Rồi, cái bộ này thì thiếu tờ 50 xu nè. Anh em mà mua thì mua thôi, nói chung là 5 đồng, 10 đồng đa số là cũ nè. Còn cái tờ này y như đợt trước luôn, cũng có vá cái góc ngay khúc này thôi, phá góc thôi nha cả nhà. Đây thì phá góc nhỏ nè, nhưng mà nó cũng cũ, cũng không có mới lắm cả nhà nha. Thì cái bộ 66 này anh em nào mua thì nhắn tèo ha. Nói chung cũng có một bộ rồi cả nhà, cũng không có nhiều ha. Đây 5 đồng nè, 2 đồng nè, bộ được trước 900, nhưng mà cái này không có 50 xu cho nên nó rẻ hơn nha cả nhà. Bộ này thì 800 ngàn một bộ cả nhà. Là 50 xu đợt trước nó cũng cũ cho nên cái bộ có 900 thôi. Nói chung là cũng rẻ, cũng không có mắc cả nhà. Bộ này 800 ha. Đó. Thiếu tờ 50 xu thôi là full bộ 1966 ha. Rồi tiếp theo, bộ 1976 cả nhà, bộ cũ ha, có bị lủng lỗ nữa nè. Cái mẫu này thì có lủng lỗ ha. Mẫu này cũng vậy luôn, cũng cũ. Hàng cũ không à mọi người. Đa số những loại này thì anh em nào mua thì mua thôi. Nói chung là một bộ này cũng rẻ, cũng không có mắc đâu. Không có 400 mấy như là mấy cái bộ được trước mình quay ha. Còn cái bộ này thì tầm khoảng 350 ha. 350. Đó, 2 4 6 tờ một bộ. 76, 1976 ha, đủ bộ cả nhà, đủ mệnh giá luôn ha. Rồi tiếp theo là 2 đồng. Quỹ ban, mẫu này thì đa số nó bị tróc cả nhà. Còn cái tờ này thì nó bị lủng lỗ đó. Nè, lủng lỗ nè, nhưng mà nó còn khá là đẹp cả nhà. Tờ này thì nhưng nó bị vá ở đâu đó, vá cái góc nhỏ cả nhà, vá góc nhỏ ha, vá chút xíu à, xíu ngoài viền thôi. Thì cái mẫu này anh em nào lấy thì lấy thôi, cũng không có rẻ nữa cả nhà. Tại vì đợt trước mà hàng cái tờ này tầm khoảng 60.000 tờ thôi, chung mình lấy 60.000 tờ. Nói chung là tờ nào cũng bị xấu, lủng lỗ, không lủng lỗ thì bị chóc. Đây, quay kỹ cho anh em đặt tờ nào cũng được ha. Số 70 nè. Còn cái này là số 50. Này số 70 nè. 70 thì tờ này bị chóc ngay cái lõm này nè. Đó cả nhà, đó. Mà ở dưới còn đẹp nha. Đó, 60.000 tờ. Rồi mẫu này bị vá thôi. Vá cái góc nhỏ này thôi nè. Đó. 60.000 thật, còn đẹp ngắt luôn cả nhà. Rồi tiếp theo tờ này bị lủng lỗ với bị chóc cái này luôn, dưới đây là bị lỗ mọt cả nhà, lỗ mọt ha. Đó, 60.000 luôn đó. Rồi cái đến 100.000 nè, 100.000 nhiều anh em hỏi nè. Rồi tờ này thì mình chưa có định được, nhưng mà 100.000 thì mình bán cũng 100k một tờ. Mẫu này là tiền giả cả nhà, giả ngày xưa ha. Những anh em nào chơi mà theo cái dạng mà có thiệt có xưa á thì nên mua cái mẫu này, một tờ 100 nè. Đó, giả nha cả nhà. Đây, giả là cái bóng chìm nó như vậy nè. Nó hơi cái mặt cuộn hồ hơi thon hơn cả nhà, hơi thon ha. Mẫu này mẫu giả xưa ha. Nó ố rồi cả nhà, nó ố ha. Bị ố. Đó. Giá bán là 100 ha. Rồi, tiếp theo. Bộ sen. Bộ này bộ xấu cả nhà. 10 sen, 20 sen, 5 sen, đó, bộ bị tróc nè. Và 50 sen thì bộ này anh em nào lấy thì lấy thôi. Cái tờ này thì còn mới đẹp ha. Còn cái tờ 2 hào này bị nói chung là cũng xấu, bị xấu. Con tờ này thì cũng lành lặn nhưng mà phía trên này nó bị chóc. Cái tờ này thì nó hơi bị tan nát cả nhà, bị cũ ha, vậy là bị lủng lỗ mùm lum hết, bị gấp lủng lỗ mùm lum hết nè. Đó, bộ này gồm 4 tờ. Rồi, 4 tờ này thì năm 1942 cả nhà, bộ 1942 ha, bộ Đông Dương. 1 hào, 2 hào. Năm xu. 5 xu với lại 5 hào cả nhà. Đó, bộ này có 4 tờ thôi ha. Thì
Bộ này hình như là 170.000. 170.000 một bộ cả nhà. Thì anh em nào mua thì mua thôi. Đó. Ship 30.000 nữa là 200 trọn bộ ha. Rồi, tiếp theo. Cái bộ tiếp theo. Bộ này thì 50 sen nè. 20 sen nè, bộ này. Nhìn kỹ khá đẹp cả nhà. 20 sen này hình hai con rồng quấn quanh. Còn này hai con phụng. Và 5 sen, đó, mặt sau 5 hào. 2 hào, 1 hào và 5 xu. Bộ này thì cũng 4 tờ nhưng mà nó mới hơn cái bộ kia ha. Đó, khá đẹp. Mỗi mẫu này thì 50.000 tờ, 3 tờ 150. Rồi, đến tờ 5 hào. 5 hào 150. 50 sen. Bộ này tính ra là 150, 150 là 300 cả nhà. Thì anh em mua thì cái bộ này mình sẽ bao ship ha, do nó cũng cao cả nhà. Rồi đó. 300.000 một bộ. Hồi đó thì nó rẻ cả nhà. Hồi đó mình bán tầm dữ lắm là 250 một bộ thôi. Không bao giờ mà cao hơn được. Nhưng mà đợt này cái giá nó cao cả nhà. Rồi, tiếp theo. 500 đồng con hổ. Mẫu này thì còn khá là đẹp cả nhà. Đó. Đợt trước là 150.000 một tờ là mình mới bán được. Nhưng mà những cái đợt này thì hổ nó đã xuống cả nhà, 120.000 ha. Mẫu này thì khá đẹp luôn. Lúc trước là phải 150.000, 120.000 nói thiệt luôn mà mình không bao giờ mình bán đâu. Không bao giờ bán 120.000 tại vì đợt trước nhập hàng về khá là cao. Không bán được cả nhà. Không bán rẻ được chứ không phải là tại vì lấy cao. Rồi, tiếp theo. Combo 10 đồng, 1.000 đồng hoa văn, 10 đồng 80 nè. 100 đồng 80 nè. 5 đồng 55, rồi 50 đồng 72. Đó. 50 đồng 85, 20 đồng, 10 đồng, 5 đồng, 2 đồng và 1 đồng 85, 2 đồng 80 nè đó. Mặt sau nè. Thì anh em nào coi được thì coi thôi. Đó. Nói chung là bán theo cái combo cả nhà. Bộ này thì cũng cũ, cũng không mới đâu. Bộ cũ ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tờ. Đó, 11 tờ 300.000. Thì mình sẽ để đi qua ha. 11 tờ 300 cả nhà nha. Rồi, tiếp theo cái bộ thứ hai. Bộ Việt Nam Cộng Hòa. Thì ở đây có cũng có 1.000 đồng hoa văn. Ngàn đồng hoa văn ha. 500 trận đạo đó. Rồi đến con hổ. 50 đồng 72, 1.000 đồng 72 nè, bộ cũ cả nhà. 100 đồng 72 nè. 20 đồng 869, 500 đồng 69 và 20 đồng cá hóa long. Bây giờ hình như không nhớ 11 2 3 4 5 6 7 8 9. Có 9 tờ rồi mọi người. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tờ ha. 9 tờ Việt Nam Cộng Hòa cả nhà. 9 tờ Việt Nam Cộng Hòa ha. Đây, 9 tờ này giá bán là 300.000. 300 cả nhà. 9 tờ ha. 300.000. Thì anh em nào mua thì nhắn tèo thôi. Đó. Rồi, cho qua luôn. Rồi, tiếp theo. 100 đồng ha. Mẫu này thì 150 tờ nè. Rồi, tiếp đến tờ này. 120.000. 6 cả nha. Bị xét ha. 120.000 một tờ cả nha. Rồi, mẫu này luôn. Tờ này cũng 120 luôn. Nó không bị xét nhưng mà nó bị tét ở phía trên một chút xíu cả nhà. Đó. Cái này nó bị tét nè. Gọi đèn lên mới thấy cả nhà. Nhìn cho nó kỹ chút xíu. Anh em nó công chốt về thu thấy tét 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 rồi cũng mệt. Đây nè, tét ha. 120 luôn ha. Còn cái mẫu kia thì nó bị xét cả nhà. Vậy nên em là mua thì mua thôi.
một đồng bảo đại. Đời này nó bị lủng lỗ khá là cũ cả nhà, đời này 2008 luôn. Năm sinh 2008 luôn ha. Đó, 50.000. Mẫu ở dưới thì không thấy gì luôn, ở dưới là nó bị mờ luôn cả nhà. Tàu này 50 ha, một đồng bảo đại. 50.000. Cũ cả nhà, mẫu cũ ha. Rồi. 5 đồng, mẫu này thì 50 ha. 100 đồng 1991, mẫu này thì bên mình bán 40.000 một tờ nè. 50 đồng 1985, 30.000. Mẫu này thì nó hơi bị cũ ha. 30 cả nhà. 100 đồng 1980 đó, cả nhà xem ha. 60.000 một tờ. Rồi, tính mẫu này luôn. 60.000 luôn. 50 đồng 1976 nè. Cũ thôi nha cả nhà. Rồi, hai hào 1942, mẫu này thì mình bán 50 cả nhà nha. Hai hào 1942, loại này của Pháp thuộc thời Đông Dương tới giờ mà. Do mình bán vẫn còn cũng rẻ, cũng không có mắc đâu cả nhà. 50 xu. Mẫu này thì mình bán 7 80 rồi ha. Một hào 100k, một hào đuôi heo 1972 cả nhà. 100k ha. 20 xu. Mẫu này thì 40 nè. Một hào 1958 nè, cũ ha. Mẫu này hơi cũ, 50 cả nhà. 10 xu. 40.000, 1966 ha. 10 xu. Ủy ban 1964. 101. 50 xu, 50.000 một tờ ha. 5 hào 1976, mẫu này mình bán đã 50 rồi cả nhà nha. 20 xu, 20 xu mẫu này mình bán 80 nè. 20 xu ha. 2 hào 80.000. 2 hào. 2 hào 1975 cả nhà nha. Mẫu này thì năm 1975, vừa giải phóng vô rồi. Rồi, đến năm năm hào 1985. 80.000. Mẫu này mình bán 80 nè. 500 đồng trận đạo 70.000. 20 đồng cáo hóa long 80.000 một tờ cả nhà. Rồi, tiếp theo là 100 đồng nhà hát 70.000. Mẫu này thì bị ố cũ rồi, nói chung cũng cũng mềm mà. Bị ố nên mới 70 cả nhà. Thường thường nó mới là đã 120 hết rồi, không có giá rẻ cả nhà. Mẫu này thì 50.000 cho nên sẽ giới thiệu cái mẫu cũ hơn ha. Mẫu này thì 30.000 một tờ cả nhà. Hai hào 30.000 nè, cũ ha. Rồi tờ thứ hai cũng 30 luôn nè. 10 xu 30.000. Rồi này thì 1939. Mẫu này 1942 ha. 20 xu. Rồi tiếp đến là mũ sắt. Giấy bạc 1 đồng. Mẫu này thì năm ba mấy tới giờ nhưng mà nó bị vá cho nên mẫu này thì mình bán khá là nhiều luôn rồi, gần hết rồi cả nhà. 60.000 một tờ. Bán hoài bán không hết, bán quanh năm luôn á. Video nào cũng quay nhưng mà video nào cũng bán nhưng mà video nào cũng còn. Rồi, tiếp đến là con nai bị sét cả nhà nha. Đây. Con nai này bị sét, chung là cũng cũ. Giá bán 100k. 5 sen thì mẫu này mình bán 50 rồi. Gánh dưa 1 đồng vàng, 1 đồng gánh dưa cả nhà. Mẫu này thì cũng cũ, 40.000. 40.000 một tờ cả nhà. Rồi tiếp đến là một đồng bảo đại ha, à, giống như cái tờ hồi nãy luôn, cũng không thấy gì luôn, 40.000. Do cái tờ này 40 với cái tờ này 50 nó khác cái nha mọi người, cứ nhìn ha. Mẫu này nhìn đỡ hơn chút mà mẫu này là siêu cũ luôn. Mẫu này mà mua ngoài dân là 40.000 chắc trúng chữ quá. Nếu mà mua ngoài dân mẫu này 40.000 là trúng chữ luôn á. Hồi thời bảo đại tới giờ mà bán bú mua 40.000 mà bán kiểu gì được luôn, mình cũng không không biết bán kiểu gì. Rồi, 10.000 cũ cả nhà. À, 10.000 cũ cả nhà nha. Mẫu này thì 50.000. 50.000 một tờ. Một đồng vàng mà bị tét cả nhà. Mẫu này năm 1942 nè. Đây. Mẫu này thì bị ngà vàng hết rồi, đó. 120.000, anh em nào mua thì nhắn tèo ha, nó bị tét cả nhà nha. Thường thì 200 mấy tờ không à.
mẫu này hết rẻ thôi, nên cái tờ này nó bị xuống màu thôi. Nói chung là bỏ vô phơi cứng, bỏ vô phơi cứng thì mình vẫn chơi bình thường ha. Đó, 100 đồng vàng. Cái này là cái đền hùng cả nhà nha, đền hùng ở sở thú ha. Còn mẫu này thì chữ Hán không à, này là chữ Việt Cam Lào, số Việt Cam Lào ha. Rồi hết rồi cả nhà. Đó thì video này mình làm ngắn gọn thôi, nói chung dài quá anh em cũng xem chán ha. Mình sẽ kết thúc rồi, đợt sau ngày mai ngày mốt thì mình sẽ quay cái những cái mẫu tiền quốc tế, thì anh em có thể nhớ đăng ký kênh của Tèo thì để theo dõi những cái mẫu quốc tế ha. Rồi xin chào tạm biệt anh em.